cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Hiện tại là buổi chiều của ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019. Đây, trên màn ảnh của quý vị đây là một bộ ghế Minh Quốc đào chim bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, được chúng tôi đã hoàn thiện và sơn BU bóng cho một khách hàng ở Yên Lập và của vợ chồng anh chị Hạnh Cường ở Yên Lập. Trên màn hình đây là chiếc bàn và hai chiếc ghế nhỏ. Bộ ghế này thì là có kích thước đặt cột 12 chương đựng chim, đào chim đây. Chim đây. Bộ ghế này thì đã được phun BU bóng rồi. Dưới ánh điện này thì là nó ánh lên. Quý vị hơi khó nhìn một chút. Nhìn trên màn hình sẽ khó nhìn hơn một chút là so với nhìn thực tế bên ngoài thì rất là đẹp. Do là ánh sáng nó phản chiếu. Đây là dáng ghế đây. Rất là dẻo. Quý vị có nhu cầu mà tham khảo sản phẩm thì cứ có thể đến trực tiếp xưởng tôi xem trực tiếp tận mắt thì sẽ chi tiết hơn là nhìn qua màn ảnh. Và những video này thì tôi sẽ giới thiệu qua thôi. Quý vị có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho. Chúng tôi thì có đầy đủ các loại bàn ghế mà nó phù hợp với túi tiền của quý vị. Từ cao cấp đến bình dân. Những sản phẩm nào chúng tôi đều có hết. Đây, phía trong này là một bộ ghế bằng chất liệu gỗ vụn. Những chiếc dạ sạc thờ này. Còn phía trong này là chiếc ghế dài của bộ gõ đỏ. Còn có một bộ ghế nữa của một vị khách hàng ở thành phố Hà Nội. Thì là bộ này chúng tôi cũng đang trong quá trình để phun sơn hoàn thiện. Bộ này là bằng chất liệu gỗ hương đá. Bộ này thì là bộ VIP của khách hàng, đặt theo thông số VIP. Vạch là dày 4 phần nha các bạn, cực kỳ dày và chạm kinh bong. Đây là chiếc bàn. Đây, còn đi ra phía bên ngoài xưởng là những chiếc ghế trong bộ ghế 10 món là đang được cái giáp ở ngoài này đây. Nghe 10 món cột 12 của khách Hà Nội. Đây là phía bên trong xưởng của chúng tôi. Mọi người ai có nhu cầu thì là có thể mua sắm đồ gỗ nội thất thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình để đặt hàng. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.